Bạn đang muốn trồng cây xanh cho không gian sống nhà bạn. Bạn chưa biết tìm loại chậu nào vừa đẹp lại vừa bền để trồng cây. Cuối cùng, bạn không biết mua chậu ở đâu, vừa uy tín, lại vừa có giá cả phải chăng. Tóm lại, kế hoạch trồng cây xanh của bạn rồi chẳng biết sẽ đi về đâu. Nếu là tôi sẽ nghĩ ngay đến chậu sứ của Make for Home. Lựa chọn chậu trồng cây đẹp là bạn đã bắt đầu để có những không gian chiều lòng bản thân rồi đấy. Gốm sứ Make for Home với chất sứ cao cấp và lớp men bền với thời gian, đa dạng màu sắc, tất cả sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm thú vị về nghệ thuật. Đến với Make for Home, điều mà bạn nhận được không chỉ là một sản phẩm mà còn là một giá trị tinh thần. Nếu như bạn thích những chậu cây xinh đẹp như thế này thì hãy bấm vào giỏ hàng bên dưới nhé.